Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin vì sao bây giờ mới yêu cầu sĩ quan quân đội kê khai tài sản. Theo dự thảo của Bộ Quốc phòng Việt Nam ban hành hôm 15 tháng 9, mọi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công viên chức quốc phòng sẽ phải kê khai tài sản và thu nhập cá nhân. Theo bộ này, mục đích của việc ban hành dự thảo là để đảm bảo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền kiểm soát của quân đội để từng bước đẩy lùi tham nhũng, xây dựng quân đội trong sạch. Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nguyên chuẩn đô đốc Hải quân Việt Nam, khi trả lời Đài Tiếng Nói FA tại Mỹ vào hôm 15 tháng 9 đưa ra nhận định như sau. Hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đang quyết tâm chống tham nhũng đến cùng. Do đó, trong lực lượng vũ trang cũng không thoát khỏi có một số thành phần thoái hóa đã tham nhũng, vì vậy phải kê khai tài sản để phát hiện có tham nhũng hay không. Đây là hình ảnh các tướng quân đội dự hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 13 vào hồi đầu năm 2021. Và vì sao luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có từ năm 2005 và luật này đã sửa đổi vào năm 2018 đến năm 2020, chính phủ còn ban hành nghị định 130 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, bao gồm cả quân đội và công an. Nhưng đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam mới ra dự thảo buộc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức thuộc quốc phòng phải kê khai tài sản, thu nhập để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng. Đây là câu hỏi rất lớn đặt ra đối với Việt Nam và đặc biệt đối với Bộ Quốc phòng, nơi luôn ẩn chứa những bí ẩn mà không phải ai cũng có thể nhòm vào. Vậy liệu có phải quân đội Việt Nam không thuộc nhóm phải tuân thủ luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam trước đây hay không? Dư luận đã đặt ra câu hỏi như vậy. Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Lê Kế Lâm giải thích tiếp như sau. Theo tôi, lực lượng vũ trang của Việt Nam không có quản lý riêng mà đều do Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang theo 3 nguyên tắc tuyệt đối, thống nhất và toàn diện. Đó là nguyên tắc lãnh đạo lực lượng vũ trang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng phải nói, chống tham nhũng ở những năm trước khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí Thư thì có những cái không cương quyết và không chặt chẽ. Do đó cho nên, số người tham nhũng phát hiện ra ngày càng rõ ra, nên Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng đã quyết tâm chống tham nhũng, nếu không dân sẽ không tin. Mà ông Trọng thì đã nói, dân mà không tin thì mất cả Đảng lẫn chế độ, cho nên phải cương quyết chống tham nhũng kể cả quân đội, công an. Theo Thiếu tướng Lê Kế Lâm, nếu Bộ Quốc phòng ra được dự thảo buộc quân nhân kê khai tài sản thì quân đội đã chuyển biến và họ đã nghiêm túc thực hiện nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam tại đại hội lần thứ 13 vừa rồi. Đây là hình ảnh một số tướng quân đội và công an tham nhũng đã bị kết án tù trong giai đoạn gần đây. Tuy nhiên, khi trao đổi với Đài Tiếng Nói EFA tại Mỹ tối ngày 15 tháng 9, ông Vũ Minh Chí trước khi về hưu giữ chức vụ trung tá tại Tổng cục Tình báo Quân đội Tổng cục 2 cho rằng có nghịch lý trong phòng chống tham nhũng của Việt Nam, ông nói như sau. Có một nghịch lý, Việt Nam có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng từ lâu rồi, nhưng hầu hết các vụ án lớn đưa ra xét xử thì hầu hết không có tội phạm tham nhũng, mà chủ yếu là tội cố ý làm trái hoặc là vi phạm các quy định, vân vân. Còn chỉ đích danh tội tham nhũng thì không. Thí dụ gần đây nhất là vụ Thượng tướng Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng không bị xử vì tội tham nhũng. Thế nên trong việc chống tham nhũng thì tôi thấy thật sự nó một đằng là một nẻo. Nếu nhìn vào các vụ án đã được xử thì có thể thấy kết quả gần như bằng không. Vì nói theo kiểu Trung Quốc là đả hổ diệt ruồi thì có bắt được con hổ nào đâu. Toàn là tội cố ý làm trái gây thiệt hại nghiêm trọng, vân vân. Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủ Hải quân Việt Nam, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến cũng đã chính thức bị khởi tố vì liên quan trách nhiệm trong vụ án Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc, Bùi Văn Nga và đồng phạm. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến là một quan chức cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã bị quy tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 360 Bộ luật hình sự vào năm 2015 của Việt Nam. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm hôm 11 tháng 12 năm 2020, Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiến 3 năm 6 tháng tù giam. Còn bị cáo Đinh Ngọc Hệ tức Út Trọc là cựu thượng tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng, trong biên bản xét xử vào năm 2018, bị tuyên tổng cộng 12 năm tù với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và sử dụng giấy tờ giả của cơ quan,
tổ chức. Như vậy là không có ai bị án tham nhũng cả. Đây là hình ảnh Đại tá Đinh Ngọc Hệ, biệt danh Út Chọc, đứng giữa hàng sau tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì. Liên quan đến việc vì sao bây giờ Bộ Quốc phòng lại ra dự thảo yêu cầu quân nhân kê khai tài sản, và liệu dự thảo này có đem lại hiệu quả hay chỉ là hình thức như những lời tuyên bố chống tham nhũng trong quân đội trước đây, nó hoàn toàn sáo rỗng và chẳng đem lại kết quả gì. Ông Vũ Minh Chí nhận định tiếp như sau. Trước kia có vẻ mọi người nghĩ quân đội không có thu nhập gì, tức là chỉ tiêu xài bằng ngân sách nhà nước. Nhưng thực chất quân đội quản lý một khối lượng tài sản rất lớn, ví dụ như đất đai, nhà cửa, kể cả trong việc mua sắm trang thiết bị quân sự. Hôm trước tôi đọc thấy hợp đồng lớn nhất ký với nước ngoài của một công ty quân đội mua tàu, máy bay trị giá đến 5 tỷ đô la. Tôi nghĩ tất cả những cái đấy đều chứa đựng nguy cơ tham nhũng rất cao. Tôi khẳng định lương kể cả cấp tướng cũng chẳng được bao nhiêu, thế mà ai cũng có cuộc sống xa hoa, nhiều nhà, nhiều xe, nhưng bị quản lý chặt chẽ, không được kinh doanh thì lấy ở đâu ra bây giờ? Chỉ là do tham nhũng mà thôi. Cho nên, theo ông Vũ Minh Chí, việc kê khai tài sản quân nhân tuy đã rất chậm nhưng thật sự cần thiết. Với điều kiện kê khai tài sản tiến hành công khai và được sự giám sát của báo chí, nhân dân thì mới có tác dụng. Nếu không thì sẽ như vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh qua hai lần kê khai bị phát hiện có rất nhiều tài sản nhưng cuối cùng không xử lý gì và đi vào im lặng. Điều đó, theo ông Chí nói, có nghĩa là kê khai tài sản chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua chỉ là trò hề đối với nhân dân. Còn giữa họ với nhau thì có thể đó là công cụ để khi cần thì lôi ra đấu đá, loại trừ lẫn nhau mà thôi. Đây là hình ảnh ông Đô đốc Hải quân Việt Nam Nguyễn Văn Hiến, một cựu thứ trưởng của Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù giam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng mà không hề có tội tham nhũng ở đây. Ông Vũ Minh Chí cho rằng đã là quy định thì tất cả mọi nơi phải được áp dụng như nhau, quân đội cũng không ngoại lệ. Ông nêu ví dụ như sau. Vụ xử một số tướng quân đội bên quân chủng phòng không như tướng Phương Minh Hòa, tướng Trần Văn Thanh v.v. thì báo có đăng quân đội đề nghị xử lý nội bộ v.v. nhưng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng kiên quyết đưa ra pháp luật. Nhưng cuối cùng thì chỉ xử lý mỗi tướng Nguyễn Văn Hiến, còn gần 20 tướng khác chưa thấy xét xử gì. Thế nên tôi nghĩ rằng ở Việt Nam luật là một đằng còn thực hiện hoàn toàn khác. Bởi vì như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói, hiến pháp là văn kiện quan trọng thứ hai sau cương lĩnh đảng, có nghĩa là những chỉ thị của đảng nhiều khi được đặt lên trên cả hiến pháp. Ông Vũ Minh Chí cho rằng luật pháp của Việt Nam dù cũng theo tiêu chuẩn chung của thế giới, nhưng việc áp dụng luật thì hết sức tùy tiện, thậm chí không áp dụng hoặc áp dụng ngược lại. Mới đây, việc xây mộ Đại tướng Phùng Quang Thanh lại gây xôn xao dư luận khi phần lăng mộ rộng đến 2.500m². Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng ông quan võ cộng sản Phùng Quang Thanh chết, lăng mộ rộng 2.500m², chiếm hết đất xây mộ của người chết sau, trong khi nhà thơ, nghệ nhân Gò Đồng, Phạm Xuân Trường dặn con khi ông chết phải chôn dọc, tức là chôn đứng, để dành đất cho người chết sau. Tính ra nhà thơ Phạm Xuân Trường chỉ cần mộ của ông mỗi chiều 0,4m, phần còn đất còn lại ông dành cho người khác. Cho nên người ta mới nói mộ to thì nhân cách bé, mộ bé lại nhân cách to. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nêu ra quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh bên phải là bức tường bao quanh khu lăng mộ có chiều dài một cạnh hơn 200m. Nhiều người đã đo diện tích trên Google Maps thấy ra kết quả khu mộ rộng hơn 5.000m². Tuy nhiên lăng mộ Đại tướng Trần Đại Quang còn rộng hơn 2 hectare. Một mộ các vị tướng này đều được xây trên phần đất ruộng lúa, tức đều trái pháp luật về đất đai, và người nông dân Việt Nam sẽ mất dần những diện tích trồng trọt vì những căn mộ này. Nhà văn Vương Khả Sơn cũng nêu câu hỏi, có những kẻ không biết căn cứ vào luật đất đai nào mà khi chết lại có hàng nhiều ngàn mét đất đến như vậy để xây lăng mồ mả, mà chỉ để chôn cái xác thối chiếm dụng biết bao đất đai, bờ sôi ruộng mật của người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Trong khi luật đất đai của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cụ thể hóa qua nghị quyết của Chính phủ. Theo Điều 4 Nghị định 23/2016 về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng như sau. Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ
hung táng và chôn cất một lần tối đa không quá 5 mét vuông. Diện tích sử dụng đất cho mỗi phần mộ cát táng tối đa không quá 3 mét vuông. Chi tiết hơn về điều này mọi người có thể tham khảo trong nghị định của chính phủ vào ngày 23 năm 2016. Vậy thì không rõ có luật đất đai riêng nào dành cho các một số kẻ khi chết được nhiều ngàn đến nhiều chục ngàn mét vuông đất để xây mả cho mình nữa hay không. Nếu có thì cấp nào cho phép tạo tiền lệ này để đến khi những kẻ khác chết họ cũng tiếp tục được đặc quyền đến như vậy. Và thông thường quan chức Cộng sản Việt Nam, người chết sau phải chôn trên mồ mả lớn hơn người chết trước và đất của người dân cứ vậy mà mất đi. Và tôi nghĩ đến một ngày kia con cháu chúng ta sẽ chẳng còn đất để sinh sống nữa, lúc đó sẽ ra sao đây? Chẳng nhẽ lại đào mồ đào mả của họ đi chỗ khác. Có ai biết và trả lời cho chúng tôi không? Ông nói như vậy. Còn tôi là công dân bình thường, đồng thời là đảng viên 48 năm tuổi đảng, chấp nhận nghiêm luật pháp của nhà nước và giữ nghiêm kỷ luật của đảng, nên đã chuẩn bị mộ phần cho mình rồi, rất đơn giản. Chỉ có gần 1/8, tức là 1/8 mét vuông đất, đủ đặt chiếc tiểu sành, chiều ngang 35cm, chiều dài 70cm. Đốt xong, cho xương vào, rồi chôn chung trong khu lăng mộ cùng ông bà, cha mẹ, chú bác, với tổng diện tích khu mộ chưa đầy 40 mét vuông, đã xây vào năm 2018. Bởi chúng tôi còn muốn để dành đất, đai cho thế hệ mai sau sinh sống nữa. Vậy nên dân gian mới có thơ rằng, gần dân, dân lập, bàn thờ, xa dân, dân đái, ngập mồ, thối xương. Nhà văn Vương Khả Sơn đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ 6 ngày 17 tháng 9 năm 2021 với bản tin Vì sao bây giờ mới yêu cầu sĩ quan quân đội kê khai tài sản. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. We'll be right back.